Ok, chào tất cả các chị, chào tất cả mọi người nha. Chào mừng các chị đến với Queen Fashion ạ, thời trang nữ cao cấp và váy đôi thiết kế các chị nhá. Nào các chị ơi, ngày hôm nay này lại có một cái phần rất là đặc biệt này. Hôm nay bọn em lại xả kho các chị nhá. Còn 15 chiếc dạ cuối cùng em đang mặc trên người cho các chị đấy ạ. Chị nào mà chưa được mua áo dạ 49k thì nhanh tay vào đây các chị nhá. Nhanh tay vào đây đi ạ. Ok, chị nào đi qua nhìn thấy em rồi thì cho em xin một dấu chấm được không nhỉ? Để em biết rằng là các chị đang nhìn thấy em rồi nhá. Chị Hoàng Huế này, chị Tiểu Thư này, chị Nguyễn Linh này, chị Ba Tu Hòa này, chị Linh này. Ok, tất cả các chị luôn. Chị nào mà chưa được sở hữu áo dạ 49k của bên em thì hãy nhanh tay đi ạ. Hôm nay em xả kho các chị nhá, 15 chiếc áo dạ cuối cùng cho chị nào mà chưa được sở hữu đi ạ. Chị nào nhanh tay nhất thì chắc chắn là sẽ được nha. Chị nào 15, chị nào nhanh tay thì chắc chắn sẽ được này. Bằng cách là comment 49k kèm theo màu cho em nha. Có hai màu cho chị lựa chọn luôn đấy ạ. Màu đen trắng và màu nâu, màu vàng đó chị nhá. Đây là màu vàng ạ và đây là màu đen trắng nha. Chị nào mà lấy thì comment cho là 49k kèm theo màu luôn này. 49k trắng hoặc 49k vàng các chị nhá. Bên cạnh đó là nhớ là chia sẻ cái livestream với em nhá. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình hai lần bật hộ em ở chế độ công khai này và chia sẻ trên các group nhóm các chị nhá. Các hội chợ đấy ạ. Khoảng 3 lần các chị nhá, 3 lần chia sẻ trong các hội chợ, tổng cộng là 5 lần và quay ra comment 49k thật nhiều là chắc chắn các chị đã được sở hữu cái áo dạ cực kỳ xinh xắn đấy các chị ơi. Chất lên dạ, chất dạ quá xinh luôn các chị nhá. Đằng sau có cục bông siêu dễ thương này, mũ lông các chị nhá, mũ lông nhá, cực kỳ dễ thương luôn các chị ơi. Có hai màu cho các chị lựa chọn này, màu vàng và màu trắng các chị nhá, 49k thôi ạ. Chị nào mà chưa được sở hữu thì hãy nhanh tay vào đây sở hữu nhá. 49k cho 15 chị nào nhanh tay nhất và tương tác với bọn em nhiệt tình nhá. Chị Thương Lê này, chị Hồ Mỹ Linh này, chị Linh Linh này, chị Thanh Trúc này, ok tất cả các chị luôn. Chị nào mà chưa được sở hữu áo dạ 49k bên em thì hôm nay hãy thật nhanh tay đi ạ. Tương tác với Queen Fashion nhiệt tình như nào để sẽ được sở hữu nhá. 49k cho em áo dạ quá là sốc luôn các chị. Hôm nay bọn em xả kho nên có giá đấy nha các chị nhá. Chứ bình thường thì chắc chắn là không có giá 49k đâu ạ. Gồm có hai màu cho các chị lựa chọn luôn này. Hai màu nha các chị ơi. Hai màu này, màu nâu à, đây là màu vàng các chị nhá và màu đen trắng đấy ạ. Hai màu cho các chị lựa chọn luôn. Chất dạ quá là xinh luôn, cục bông đằng sau cực kỳ yêu luôn này. Rất là đẹp các chị nhá, đây là chất dạ ngắn rất là đẹp luôn nhá. Bên trong một váy body các của em dạ áo dạ và giới đi bốt thì đó là một sự kết hợp cực kỳ ok, cực kỳ xuất sắc rồi. Ok, chị Duyên này, chị Phạm Thương này, chị Bảo Khanh này, chị Thu Phương này, ok tất cả chị luôn. Nào các chị ơi, hãy thật nhanh tay vào đây đi ạ. Thật nhanh tay vào đây comment 49k nhá. Kèm theo màu cho em, bên cạnh đó là nhớ chia sẻ cái livestream này cho em nhá. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình hai lần bật cho em ở chế độ công khai các chị nhá. Bật chế độ công khai nhất tuyệt đối không để chế độ mình tôi hay bạn bè các chị nhá mà bọn em sẽ không nhìn thấy các chị đâu ạ. Và bên cạnh đó là nhớ chia sẻ đến các hội nhóm chợ group các chị ơi. Chị nào mà chia sẻ đủ 5 lần hội nhóm chợ chia sẻ 3 lần cho em này. Chia sẻ đủ 5 lần rồi thì quay ra comment 49k kèm theo màu thật nhiều đi ạ. Là chắc chắn các chị sẽ được sở hữu em áo dạ với giá 49k nha. Ok, chị Hoa Hồng Hách này, chị Đỗ Đào này, chị Minh Lớn này, chị Giấc Mơ Hạnh Phúc này, chị Lý Châu này, chị Hà Bắc này. Nào các chị ơi, hãy thật nhanh tay đi ạ. Đây là màu vàng các chị nhá. Còn một màu đen trắng để cho các chị chọn luôn. Các chị thích lấy màu nào cũng được, còn 15 chiếc cuối cùng cho chị nào nhanh tay nhất đi ạ. 15 chiếc cuối cùng cho chị nào nhanh tay nhất này. 49k một em áo dạ quá là xuất sắc luôn các chị ơi, quá là xuất sắc luôn rồi. 25 màu quá là trẻ trung luôn nhá. Màu vàng, màu đen chẳng có chị lựa chọn đi ạ. Các chị thích lấy màu nào cũng được, comment 49k kèm theo màu cho em. Quay ra chia sẻ cái livestream này là ok rồi. Thao tác vô cùng đơn giản thôi là các chị đã được sở hữu em áo dạ này với giá 49k rồi đấy ạ. Ok, chị Hà Nguyễn này, chị Đặng Hiền này, chị Ruby Nguyễn này, chị Phạm Thủy này, chị Mạc, chị Đào Đỗ này, chị Nguyễn Minh Thông này, chị Giữ Một Giấc Mơ Hạnh Phúc này, bao nhiêu một cái chị ơi. Hôm nay em xả kho với giá 49.000 một chiếc thôi các chị nhá. 49.000 một chiếc thôi ạ. Đây là màu vàng đó chị ơi, đây là màu đen trắng này, hai màu cho chị lựa chọn luôn. Chị nào mà chưa được sở hữu áo dạ bên em thì hãy nhanh tay đi ạ, nhanh tay đi. Số lượng có hạn nữa các chị nhá, 15 chiếc cuối cùng xả kho cho ngày hôm nay các chị ơi. Chị nào chưa được sở hữu thì hãy nhanh tay comment này bằng cách comment 49k kèm theo màu các chị yêu thích. Quay ra chia sẻ cái livestream với em, chia sẻ trên trang cá nhân của mình hai lần nhá. Mở chế độ công khai cho em tuyệt đối không để chế độ mình tôi hay bạn bè mà bọn em sẽ không nhìn thấy các chị đâu ạ. Và quay ra chia sẻ cái livestream ở trên group nhóm các chị nhá. Hội chợ nha, 3 lần hội chợ tổng cộng là 5 lần, bấm 5 lần nút chia sẻ và quay ra comment 49k thật nhiều kèm theo màu là các chị đã được sở hữu một em áo dạ quá là xinh xắn như thế này rồi. Thật nhanh tay đi các chị ơi, thật nhanh tay đi ạ. Chị nào mà chưa chia sẻ thì quay ra chia sẻ thật nhanh nhá. Mà chị nào chưa comment 49k thì nhanh tay comment đi ạ. Số lượng có hạn cho 15 chị nào nhanh tay nhất nhá. 15 chiếc cuối cùng cho chị nào nhanh tay nhất đi ạ. 49k giá quá là sốc luôn đúng không các chị? Ok, thật nhanh tay nào. Chị Hồng Vân này, chị Khanh Sumo này, chị Liên Đinh này, ok tất cả các chị luôn.
Ok, cảm ơn chị Linh Đinh nha. Chúc chị có một buổi chiều thật là vui vẻ ạ. Làm sao để mua được áo 49k chị Tường Vi? Chị ơi, chị muốn mua cái áo dạ này với giá 49k, thao tác cực kỳ đơn giản thôi. Đó chính là chị comment 49k kèm theo màu cho em. 49k màu vàng này hoặc 49k màu trắng các chị nhá. Bên cạnh đó là các chị chia sẻ cái livestream cho em này. Chia sẻ hai lần trên trang cá nhân của mình, bật chế độ công khai cho em nhá. Tuyệt đối không để chế độ mình tôi hay chế độ bạn bè đâu ạ. Và chia sẻ nó hỗ trợ như tâm sự Eva dọn nhà đỡ sợ, hội con gái rồi các thứ. Các chị chia sẻ đủ 3 lần ở hội, quay ra comment 49k thật nhiều để cho em nhìn thấy các chị rõ hơn đi ạ. Như thế là các chị đã được sở hữu cái em áo dạ này với giá 49k rồi. Thao tác quá là đơn giản đúng không các chị? Ok chị Hà Uyên này, chị Nguyễn Bảy này, ok tất cả các chị luôn. Nào thật nhanh cái tay đi các chị ơi, số lượng có hạn nhá. 15 chiếc em đang vẫn để dưới chân đây ạ. 15 chiếc vẫn để dưới chân, dọn kho rồi đúng 15 chiếc. Hôm nay lên xả cho các chị, tặng cho các chị luôn đây. Cũng như tri ân các chị đã luôn ủng hộ và theo dõi Queen Fashion đấy ạ. Thật nhanh tay đi các chị ơi, thật nhanh tay đi ạ. Màu đen trắng, đây là màu đen trắng các chị nhá. Đây là màu vàng ạ, màu vàng và màu đen trắng nha. Chị nào mà muốn sở hữu một trong hai em này thì comment thật nhanh tay 49k kèm theo màu cho em nhá. Màu cụ thể nha. Ok chị Hà Uyên này, chị Nguyễn Bảy này, ok tất cả các chị luôn. Chị Hoàng Hoàng này, chị Ngọc Trinh này, chị Sam Sam, chị Trần Mai, chị Phương Lê, chị Nhóc Ngốc này, ok tất cả các chị luôn nha. Nào các chị ơi hãy thật nhanh tay đi ạ, thật nhanh tay đi. Số lượng có hạn 15 chiếc cuối cùng cho chị nào làm đầy đủ thao tác bên em. Tương tác với bọn em cực kỳ nhiệt tình là chắc chắn đã được sở hữu rồi. Chất len quá là dày dặn, chất dạ quá là dày dặn các chị ơi, chất dạ nha. Đằng sau có cái mũ lông này, có một cục cong cực kỳ xinh luôn các chị ơi, mũ luôn nha các chị nhá. Quá là xinh luôn, đây là áo dạ ngắn đấy ạ, cực kỳ xinh luôn. Một trong em váy body và một đôi bộ thì gọi là một sự kết hợp xuất sắc rồi. Nào nhanh lên các chị ơi, nhanh tay lên đi ạ. Chị nào mà chưa comment thì nhanh tay comment nha. Và chị nào chưa chia sẻ quay ra chia sẻ thật nhiều cho em đi ạ. Ok chị Quỳnh Nguyễn Thị này, chị Thùy Linh này, chị Tống Hương này, chị Thanh Cúc này, chị Ruby Nguyễn, chị Đặng Hiền này, ok tất cả các chị luôn. Nào các chị ơi hãy thật nhanh tay đi ạ, số lượng có hạn, các chị nhân nhanh tay nào. Comment 49k kèm theo màu cho em nhá. Kèm theo màu các chị yêu thích quay ra chia sẻ livestream cho em này. Chia sẻ trên trang cá nhân của mình hai lần bật chế độ công khai nhá. Và chia sẻ trên các hội chợ 3 lần thôi, tổng cộng là 5 lần thôi. Thao tác quá là đơn giản các chị, là các chị đã được sở hữu một em áo dạ quá là xinh xắn như thế này rồi, cực kỳ xinh như thế này rồi đấy ạ. Áo dạ này nhá, hai màu chúng chị lựa chọn này. Màu trắng này và màu vàng các chị nhá, màu trắng và màu vàng đấy ạ. Còn hai màu cuối cùng cho chị lựa chọn thôi nhá. 15 chiếc cuối cùng đấy ạ, em vẫn đang để dưới chân đợi chủ nhân của nó đây. Thật nhanh tay các chị ơi, thật nhanh tay nào. 49k kèm theo màu cho em đi ạ. Và chia sẻ cái livestream này cho em nhá. Ở chế độ công khai các chị ơi, trên trang cá nhân của mình 2 lần và trên các hội chợ nhá các chị ơi, 3 lần trên các hội chợ, tổng cộng 5 lần là các chị đã được sở hữu một em áo dạ quá là xinh xắn như thế này rồi này. Màu nâu này cực kỳ, màu vàng này cũng cực kỳ xinh nhá các chị nhá. Màu đen trắng cũng cực kỳ trẻ trung luôn ạ. Hai gam màu cho các chị lựa chọn luôn. Ok chị Trần Mai, chị Thê Đỗ này, chị Nguyễn Thanh Kiều này, chị Trần Mai Anh này. Ok chị Sùa Linh Candy này, chị Quỳnh Tây này, chị Tươi Thúy này, chị Ngọc Huyền này, ok tất cả các chị luôn. Chị nào mà đã làm ra xong đầy đủ thao tác rồi thì quay ra comment báo cho em để bọn em kiểm tra chị đó đi ạ. 15 chị nào hôm nay sẽ được sở hữu đây nhá. 15 chị nào tương tác với bọn em nhiệt tình nha, tương tác nhiệt tình và quay ra comment thật nhiệt tình nhá. Nào nhanh tay đi các chị ơi, thao tác cực kỳ đơn giản thôi, đó chính là comment 49k kèm theo màu cho em này. Và nhớ chia sẻ cái livestream này cho em nhá. Chia sẻ ở chế độ công khai chị nhá, tuyệt đối đừng để chế độ mình tôi hay chế độ bạn bè mà em không nhìn thấy các chị được đâu ạ. Và quay ra comment 49k thật nhiều và chia sẻ 3 lần trên các hội chợ cho em nhá, 3 lần trên các hội chợ thôi. Tổng cộng là chia sẻ bấm 5 lần nút chia sẻ và quay ra comment thật nhiều là các chị đã được sở hữu cái em áo cái dạ cực kỳ xinh xắn như thế này rồi nhá các chị nhá. Chị nào mà chưa được sở hữu áo dạ bên Queen Fashion này thì hãy thật nhanh tay hôm nay đi ạ. Thật nhanh tay đi, 15 chiếc xả kho nên mới có giá 49k các chị nhá. Còn bình thường áo dạ này của em phải đến gần 400.000 các chị ơi, giá gốc là gần 400. Nhưng hôm nay xả kho bán cho các chị với giá 49.000 thôi, cũng là nhằm tri ân các chị đã luôn ủng hộ Queen Fashion và theo dõi Queen Fashion đấy ạ. Nào nhanh tay đi các chị ơi, nhanh tay đi ạ. Nhanh tay nào. Ok chị Hải Hiếu này, chị Hiệp Hoàng này, xe nhiều lắm rồi đúng không ạ? Chia sẻ nhiều rồi, quay ra comment 49k thật nhiều đi để em nhìn thấy các chị rõ hơn nhá, nhìn thấy các chị đứng đầu top đứng rõ hơn nhá. Ok tất cả các chị luôn này. Chị Long Khánh này, chị Nguyễn Bảy này, ok tất cả các chị luôn. Chị Thanh Cao này, chị Nguyễn Phương này, chị Đá Nhỏ này, chị Tường Vi này, chị Xuân này, ok chị Bong Bóng Xà Bông, ok tất cả các chị luôn. Nào thật nhanh tay đi các chị ơi, thật nhanh tay đi ạ. Comment đi nào. Comment 49k kèm theo màu cho em và quay ra chia sẻ livestream đi ạ. Comment 49k và chia sẻ livestream. Ok chị Huyền Bùi này, chị Văn Hoàng này, chị Thanh Ngoan này, chị Vũ Thanh Ngoan, ok chị Diệu Linh này, chị Hà Bắc này, chị Thu Còi này, ok tất cả các chị luôn nha. Thật nhanh tay đi các chị ơi, thật nhanh tay đi ạ, số lượng có hạn các chị nhá. 15 chiếc cho chị nào nhanh tay nhất đi ạ, 15 chiếc cho chị nào nhanh tay nhất luôn nha. Và tương tác với Queen Fashion thật là nhiệt tình nhá.
Ok, chị Đặng Thị Hải này, chị Nguyễn Huyền này, chị Cát Bụi này. Ok, tất cả các chị luôn. Em thấy các chị đang comment cực kỳ nhiều rồi. Comment nhiều rồi thì đã quay ra chia sẻ cho anh chưa nhở? Nếu như chưa chia sẻ để thật nhanh tay chia sẻ nha. Chưa chia sẻ để thật nhanh tay chia sẻ đi ạ. Ok, nào thật nhanh tay đi các chị ơi, thật nhanh tay đi. Số lượng có hạn các chị nhá, 15 chiếc cuối cùng cho chị nào nhanh tay nhất đi ạ. Bên em đang tìm ra kết quả của những chị đầu tiên rồi. Ok chị Như Quỳnh này, chị Trang này, ok tất cả các chị luôn, thật nhanh tay đi các chị ơi, thật nhanh tay đi ạ. Ok, trên tay em là chị đầu tiên rồi đây, trên tay em chị đầu tiên rồi đấy ạ. Nào chị đầu tiên em sẽ công bố này, chị nửa cánh hoa đào này. Ok, chúc mừng chị đầu tiên là chị nửa cánh hoa đào nhá. Chị đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình rất nhiều rồi và chia sẻ ở nhóm rồi đấy ạ. Chúc mừng chị cánh hoa nửa cánh hoa đào là chị đầu tiên sở hữu được áo dạ này với giá 49k nhá. Chị nào mà chưa được sở hữu thì anh nhanh tay đi ạ, một chiếc có chủ nhân của nó rồi. Chị nào sẽ là chị thứ hai đấy ạ? Chị nào sẽ là chị thứ hai đấy ạ? Thật nhanh tay đi các chị ơi, thật nhanh tay đi nào. Ok, nào lên tiết lượng người, em sẽ tặng cho chị thứ hai nha. 15 chiếc cơ nên các chị yên tâm là kiểu gì cũng sẽ có phần nhá. Kiểu gì cũng sẽ có phần này, thật nhanh tay đi nào, lên đến cán mốc bao nhiêu người đây? Cán mốc khoảng 1.500 người đi, em sẽ chặn tại tặng chị tiếp theo nào. Thật nhanh tay đi các chị ơi, thật nhanh tay đi nào. 49k kèm theo màu cho em này, màu vàng hoặc là màu đen, màu trắng các chị nhá. Quay ra chia sẻ livestream cho em, chia sẻ trên trang cá nhân của mình 2 lần, bật cho em chế độ công khai này và chia sẻ cho các hội chợ 3 lần, tổng cộng là 5 lần. Tổng cộng là 5 lần là quay ra comment 49k thật nhiều cho em là chắc chắn các chị đấy được sở hữu rồi đấy ạ. À, nào lên 1.500 người đi, em sẽ lại công bố chị tiếp theo nhá. Nếu như lượt người mà giảm xuống thì em sẽ quay ra bán hàng này, đến khi nào mà lên đến lượt người tăng thì lúc đó em sẽ lại bán cho các chị với giá 49k tiếp nha. Nào nhanh tay đi các chị ơi, nhanh tay đi ạ. Chị nào mà chưa chia sẻ thì quay ra chia sẻ đi, và chị nào thì chưa comment thì comment thật nhiều đi ạ. Ok, thế bây giờ trong khi đợi đến 1.500 người thì em sẽ quay sang bán hàng một chút nhá. Ok, set em đang mặc trên người này, các chị ơi, set em hôm nay mặc trên người cũng xả kho cho các chị luôn, cũng xả kho luôn đấy ạ. Cái set em đang mặc có giá là 220.000 các chị nhá. Set 02 các chị ơi, gồm có 4 màu cho các chị lựa chọn luôn này. Set này cực kỳ hit hot với Queen Fashion rồi các chị nhá. Chị nào mà trước việc sở hữu thì nhanh tay đi ạ, bởi vì số lượng có hạn thôi. Đó, Tết cũng gần đến nơi rồi, vì thế hàng nó không về đâu ạ. Chị nào chưa được sở hữu thì nhanh tay comment cho em này. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nha. Gồm có màu đen này, màu đỏ đô này, màu xám này và màu sữa em đang mặc trên người các chị nhá. Gồm có 4 màu cho các chị lựa chọn luôn đấy ạ. Chị nào mà chưa được sở hữu cái set hot hit này bên Queen Fashion thì anh thật nhanh tay comment này. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin là em sẽ chốt cho các chị luôn nha, các chị yên tâm đi ạ. Set 02 các chị nhá, hàng free size dưới 58 kg các chị mặc tốt luôn. Ok, đến 1.500 người là yên tâm, em sẽ lại công bố chị thứ hai nha. Ok chị Phạm Mai Mai này, ok tất cả các chị luôn, bao nhiêu tiền chị Nhi Ngọc Anh ơi, 220.000 một set này chị nhá. 220.000 thôi ạ. À, chị nào mà chưa được sở hữu cái set hot hit này bên Queen Fashion thì hãy thật nhanh tay đi ạ. À, thật nhanh tay sở hữu đi. Ok. Thật nhanh tay sở hữu nào. Ok, để bắn. Đúng rồi, đến 1.500 người rồi. Một nghìn năm trăm người rồi, em sẽ lại công bố chị tiếp theo nhá, như lời hứa thì đúng công bố luôn. Chị thứ hai là chị Tâm Nguyễn ạ. Chị Tâm Nguyễn, chị đã chia sẻ rất là nhiều lần trên trang cá nhân của mình này và chia sẻ trong các hội nhóm rồi các chị nhá. Chị comment quá trời luôn, em bảo chia sẻ 3 lần cho các hội nhóm, chị chia sẻ rất là nhiều rồi. Ok chị Tâm Nguyễn, chúc mừng chị Tâm Nguyễn sẽ là chị thứ hai sở hữu được em áo dạ với giá 49k nha. Ok, áo dạ thứ hai đã có chủ rồi. Nào các chị ơi, hãy tiếp tục chia sẻ đi, tiếp tục chia sẻ đi, đến khoảng 1-2.000 người nhá chị nhá. 2.000 người em sẽ lại tiếp công bố chị tiếp theo nha. Nào bây giờ em quay ra bán hàng một chút cho các chị nhá. Chị nào chưa được sở hữu cái set hot hit này bên em thì hãy comment nào. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em nhá. Đầy đủ thông tin là yên tâm, em sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn này. Gồm có 4 màu cho các chị lựa chọn nhá, 4 màu ạ. À, màu đỏ này, màu xám này, màu đen và màu đang mặc trên người là màu sữa chị nhá. Cái set này đã đi mấy nghìn đơn bên bọn em rồi, vì thế chị nào chưa được sở hữu thì hãy nhanh tay sở hữu đi ạ. Bởi vì số lượng có hạn các chị nhá, gần Tết rồi hàng rất là khan hiếm chị nhá. Giá lại còn giảm giá từ 280.000 sale còn 220.000 cho ngày xả kho hôm nay thôi. 220.000 một set là các chị đã được sở hữu một áo len và một chân váy body rồi đấy ạ. Chị nào mới được sở hữu set hit hot này bên Queen Fashion bọn em thì hãy thật nhanh tay sở hữu đi nhá. Thật nhanh tay nào. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi ạ.
đầy đủ thông tin này, sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn. Hàng free size dưới 58kg mặc được nha. Chị ở đâu thế ạ? Chị ơi, em ở 70 Phúc Diễn, Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội nha chị. Dưới 58kg là các chị yên tâm, các chị có thể mặc được set này rồi. Một chân váy body kết hợp với một áo mà không hề lộ bụng một tí nào thì quả là một cái set cực kỳ tuyệt vời, xuất sắc đúng không các chị? Chị nào mà chưa được sở hữu cái set hiếp này bên Quỳnh thì hãy thật nhanh tay comment cho em này. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nha. Đầy đủ thông tin em chốt luôn. Bao nhiêu một set là chị Cơn Gió Hạnh Phúc ơi? 220.000 một set nha. Giảm giá hôm nay xả kho còn 220.000 một set thôi. Vì thế chị nào chưa nhanh tay chưa sở hữu thì hãy nhanh tay comment này. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Màu sữa đây chị ơi, đây em mặc là màu sữa nha. Một áo trên và một chân váy ở dưới có 220.000, quá là rẻ luôn rồi đúng không chị? Đúng rồi. Chị ơi, chị Quỳnh Lê ơi, dạ cái váy này không có quần trong chị nhá. Chất len rất là dày dặn nên các chị yên tâm đi ạ. Các chị khi mà nhận hàng thì thấy chất xấu thì có thể trả lại bọn em luôn, thoải mái cũng được. Ok. 35kg mặc được không? Chị ơi, 35kg chị mặc được chị nhá. 35kg chị mặc được ạ. Chị yên tâm đi, váy này bên em các chị nào mà dưới 58kg là các chị yên tâm, các chị có thể mặc vừa xinh, dưới là dưới 58kg các chị có thể mặc vừa xinh rồi. Chị nào chưa được sở hữu thì em nhanh tay sở hữu đi ạ. Chị nào chưa được sở hữu nhanh tay đi nào. Comment set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi ạ. Đầy đủ thông tin em sẽ chốt đơn hàng luôn. Ok nha, đây là màu sữa này các chị ơi, màu đen cho các chị lựa chọn nó này, màu xám nha các chị và màu đỏ đó ạ. 4 gam màu cho chị lựa chọn luôn nhá, 4 gam màu đấy ạ, chị nào chưa được sở hữu thì hãy nhanh tay nha. Ok, bộ một set này có giá là 220.000 nha chị nhá. Set này cực kỳ hit hot bên Queen Fashion luôn. Cái giá 220.000 một set thôi ạ, một set thôi, một áo và một chân váy cho các chị. Chân váy body cực kỳ tôn dáng luôn các chị nhá. Áo bên trên thì yên tâm mặc không hề lộ bụng một chút nào luôn nhá. Chị nào chưa được sở hữu thì anh nhanh tay đi ạ. Ok, chị Quỳnh hello, thêm em địa chỉ nào. Bộ rời hay liền, em kéo rồi. Bộ rời hay liền ạ. Bộ đây là bộ rời, set rời chị nhá, set rời ạ. Một áo và một chân váy nhá. Một áo một chân váy giá 220.000 nhá chị nhá. 220.000 một set luôn nhá. Áo ở trên và chân váy ở dưới nhá, áo ở trên và chân váy ở dưới này. Chất quá là đẹp luôn các chị ơi, chất quá đẹp luôn, bên em là chất len nhá, các chị yên tâm là giặt sẽ không bao giờ bị bay bị xù nhá, các chị yên tâm đi ạ. Ok, chị Dung Đặng, em chốt đơn hàng chị Dung Đặng luôn rồi. Các chị cứ comment đầy đủ thông tin cho em là yên tâm, kiểu gì cũng sẽ có hàng để mặc các chị nhá. Yên tâm đi ạ. Mua vào thời điểm này là cực kỳ hợp lý rồi, bởi vì gần đến Tết rồi ạ, gần đến Tết rồi. Hàng cực kỳ khan hiếm các chị nhá, lại được giảm giá nữa. Thì tội gì mình không sở hữu không? Bằng cách comment cho em là set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Ok. Em đang mặc là màu sữa chị Hà My nha, em đang mặc là màu sữa. Nếu chị nào mà thích màu sữa em đang mặc thì comment cho em là set 02 sữa kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nha. Ok, chị Nguyễn Nay Hiền ơi, thêm cho em địa chỉ nào. Ok, chị Văn Đoàn em chốt đơn hàng chị luôn rồi. Miễn ship không phải shop, chị Huế Hoàng ơi, bên em đã giảm đến 6.000 một set rồi chị ơi. Vì thế nên là không miễn ship được chị nhá. Ship nội thành Hà Nội đồng giá 20k, ngoại thành và tỉnh là 30k các chị nhá. Ngoại thành và tỉnh là 30k thôi ạ. 1m50 mặc được không chị Phương Trần ơi, chị mặc được yên tâm nha. Vân Nguyễn ok, em cho đơn hàng chị Vân Nguyễn rồi luôn này. Em có thấy chị Lê Mỹ Dung nhá, em có thấy tất cả các chị luôn đây ạ. Chị Đào Đỗ ơi, chị mua xỉ, chị cam chị inbox Zalo cho em nha. Chị Đỗ Minh ơi, thêm cho em địa chỉ nào. Các chị ơi comment đầy đủ cho em này. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin này sẽ chốt đơn hàng luôn. Ok, chị Ngọc Tứ ơi, chị đầy đủ thông tin cho em chưa nhở? Đầy đủ thông tin là yên tâm, các chị sẽ có hàng nha. Đầy đủ là yên tâm sẽ có hàng ạ. Set 02 kèm theo màu các chị yêu thích, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi ạ. Đầy đủ thông tin là các chị yên tâm, các chị sẽ có hàng sớm luôn để mặc Tết các chị nhá. Mặc Tết diện đi chơi các thứ, đi làm các thứ, mặc bộ này cũng rất là xinh, cũng rất là lịch sự luôn. Màu đỏ này, màu xám này, màu đen và màu sữa các chị ạ. 4 màu cho chị lựa chọn luôn đấy ạ. Chị nào chưa được sở hữu hãy nhanh tay sở hữu nhá. Chị Linh Nguyễn, ok chị Linh Nguyễn ơi, thêm em địa chỉ đi nào. Em cao 1m65 nha chị ơi, em cao 1m65 ạ. Chị nào mà chưa được sở hữu thì nhanh tay sở hữu đi ạ. Bởi vì cái set này cực kỳ hit hot luôn. Số lượng có hạn thôi nên bọn em mới sale còn 220.000 nha chị nhá. Giá gốc là 280.000 một set nhưng hôm nay sale còn 220.000 thôi. Chị nào chưa được sở hữu thì hãy nhanh tay sở hữu cái set này đi ạ. Set này cực kỳ xinh luôn các chị nhá. Yên tâm là mặc không hề lộ bụng một chân chút nào đâu ạ. Bao nhiêu một bộ chị Lương Thành ơi? 220.000 một set luôn nha chị ơi. Chị Bùi Thị Xuân thêm em địa chỉ nào. Set này bao nhiêu kg mặc được? Set này dưới 58kg là các chị mặc cực tốt rồi nha.
dưới 58 kg là các chị mặc cực xinh rồi. Ok, bộ này bao nhiêu kg mặc được chị em ạ? Dưới 58 kg là các chị mặc cực tốt rồi. Các chị cứ comment cân nặng cũng như chiều cao mình ở đấy, em sẽ tư vấn tiện tình cho các chị luôn ạ. Chắc chắn 100% là các chị sẽ được xem hàng trước khi thanh toán đấy các chị nhá. Nếu chất xấu thì các chị có thể trả lại em thoải mái cũng được, không vấn đề gì đâu ạ. Ok, có dậy nào dưới 1m50 không chị ơi? Dưới 1m50 chị có thể mặc được cái bộ em đang mặc đấy chị ơi. Set 02 chị nhá, mã của nó là set 02. Chị nào chưa được sở hữu thì nhanh tay đi ạ, bởi vì bộ này cực kỳ dễ mặc luôn, cực kỳ dễ mặc và lại rất là tôn dáng với các chị luôn. Mặc áo len ở dưới và một chân váy body thì là một sự kết hợp quá là tuyệt vời cho cái bộ này rồi. Mặc lại cực kỳ ôm dáng mà không lại bị lộ bụng nữa thì quá là xuất sắc đúng không các chị? Thật comment thật nhanh tay cho em set 02 kèm màu số điện thoại địa chỉ nhận hàng đi ạ. Chị Nguyễn Hồ ơi, thêm em địa chỉ số điện thoại đi chị ơi. Cho chị màu đỏ nhé, chị comment cho em là set 02 đỏ kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin là các chị yên tâm, các chị sẽ có hàng luôn. Chị Mai anh em chốt đơn rồi, chị Mẫn con em chốt đơn rồi ạ. Rất là nhiều các chị thích cái set này đây, rất là nhiều luôn, bán mãi không thấy hết. Nào nhanh tay lên đi các chị ơi, nhanh tay đi ạ. Số lượng còn có hạn nữa các chị nhá, vì thế chị nào chưa được sở hữu hãy nhanh tay comment cho em này. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin là em sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn. Mét 6 của chị nhá, chị ship ra cho đơn này. Chị Y Nguyễn Như ơi, thêm em địa chỉ đi ạ. 58 kg, 1m56 vừa nhá, chị Ái Hà nhá. Ship ra lên chốt đơn. Set chị mặc có giá bao nhiêu chị Lau Ít Trần? Set em đang mặc có giá là 220.000 chị nhá. Một áo len bên trên và một chân váy body bên dưới ạ. Em đang mặc là màu sữa chị nhá, em đang mặc là màu sữa. Chị nào mà chưa được sở hữu cái set này thì comment thật nhanh tay cho em này. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin là em sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn nhá. Gần Tết rồi nên rất là khan hiếm hàng, vì thế các chị hãy mua vào thời điểm hợp này. Thời điểm này là quá hợp lý rồi đấy ạ. Không đến lúc hết hàng thì mình sẽ muốn mua cũng không có hàng để mua đâu các chị ơi. Giá thì còn được giảm thì nhanh tay đi ạ. Chị Ly Nguyễn em chốt đơn rồi, chị Nguyễn lên chốt đơn này. Chị Nguyễn Nga lát đây sẽ check inbox chị nha. Chị lấy đỏ đô đúng không ạ? Chị lấy đỏ đô, comment cho là set 02 đỏ kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin em sẽ chốt đơn luôn. Chị Bảo Trân em chốt đơn này. Chị Hằng Nam Nguyễn em chốt đơn. 49 kg chị mặc cực xinh rồi chị nhá. 49 kg chị mặc cực xinh rồi. Chị nào chưa được mua hàng thì hãy nhanh tay đi ạ. Nhanh tay comment này. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ em sẽ chốt đơn hàng cho chị và gửi cho các chị luôn nha. Ok, chị Chuyến Tàu em chốt đơn hàng rồi. Hai áo này giá bao nhiêu ạ? Chị ơi, set này có giá là 220.000 một set nha. Là một áo len và một chân váy body đấy ạ. Chị nào chưa được sở hữu thì hãy nhanh tay sở hữu nha. Chị Nguyễn Minh Thông em chốt đơn ạ. Lau Ít Trần thêm em địa chỉ nào. Nguyễn Minh Thông em chốt đơn nha. Đúng rồi, chị Diễm Hương đây, đây là chất len chị nhá. Chất len đẹp luôn, nó không quá dày như chất, rất là đẹp luôn ạ. Co giãn 3 chiều cho chị luôn, co giãn thoải mái luôn. Nếu khi nhận hàng mà chất xấu thì các chị yên tâm có thể trả lại em cũng được. Bên em tự tin với sản phẩm của mình cũng như chất lượng nhá chị nhá. Tô Dạ em chốt đơn rồi, em có thấy chị Giao Ngọc Ngô nha. Điệp Nguyễn Ngọc thêm em địa chỉ nào chị ơi. Chị Bàn Thị Nga em chốt đơn rồi. 1m45, 42 kg mặc được chị nhá. Mặc được chị ạ. Hàng bên em free size nha các chị ơi, free size nha. Dưới 58 kg là các chị yên tâm là các chị mặc cực kỳ xinh rồi. Nên các chị yên tâm nhá. Yên tâm cứ comment chiều cao cân nặng ra đó, em sẽ tư vấn trực tiếp với các chị luôn. Và yên tâm là khi các chị nhận hàng em đảm bảo là các chị sẽ ưng ý với cái sản phẩm này ạ. Chị Nguyễn Hồ em chốt đơn rồi này. Shop em ở đâu ạ? Chị Bốc Bướng Bình ơi, shop em ở 70 Phúc Diễn, cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội nha. Ok tất cả các chị nào, bộ này cực kỳ hit hot các chị ơi. Bộ này bên em đã đi không biết bao nhiêu đơn rồi, phải đến mấy nghìn đơn luôn rồi ý. Rất là nhiều những chị sở hữu được cái bộ này luôn, bởi vì nó quá là dễ mặc và cộng lại còn tôn dáng nữa. Không có bụng, chị nào có bụng yên tâm mặc cái áo len này sẽ không bị lộ bụng đâu ạ. Không bị lộ bụng một chút nào các chị nhá. Vì thế chị nào mà chưa được sở hữu thì hãy nhanh tay đi. Nếu mà cái set này nó giá gốc là 280 các chị ạ. Nhưng hôm nay em sẵn coi bán cho chị với giá là 220.000 thôi, quá là rẻ luôn đúng không ạ? Quá là rẻ rồi. Vì thế nên mình hãy thật nhanh tay nha. Thật nhanh tay đi ạ. Có những màu gì ạ? Chị Nguyễn Diệu Thúy ơi, có 4 màu cho chị lựa chọn luôn nhá. 4 màu này. Em đang mặc màu sữa này. Đây là màu đen cho chị nha. Màu xám và màu đỏ ạ. 4 gam màu cho các chị lựa chọn luôn đấy ạ. 4 gam màu luôn. Chị nào chưa được sở hữu thì nhanh tay sở hữu nhá. Nhanh tay đi ạ. Bằng cách comment, vui lòng comment cho em này. Set 02 kèm theo màu các chị yêu thích, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nha. Ok chị Tạ Tân em chốt đơn hàng rồi ạ. Đây chị ơi, đúng đây là váy body chị ơi. Đây là chân váy body chị nhá. Cực kỳ tôn dáng ôm dáng luôn. Cực kỳ, các chị yên tâm đi ạ, mặc lên cực xinh luôn nhá các chị nhá. Rất là dễ mặc luôn. Chị Tina Nguyễn em chốt đơn này, địa chỉ nhà mình ở đâu chị Cúc Lai? Địa chỉ em ở 70 Phúc Diễn, cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội nha.
Ok chị Diễm Hương, anh chốt đơn rồi ạ. Ship Long, ship nội thành Hà Nội hẹn đấu giá 20k, ngoại thành và tỉnh là 30k nha. Chị Phương Hồng, chờ em chốt đơn rồi ạ. Các chị cứ đầy đủ thông tin là yên tâm, em sẽ chốt đơn chị Bảy Nguyễn 1m55 55 ký vừa không chị ơi. Chị vừa, chị nhắc thêm cho em số điện thoại để số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ, cả màu luôn. Chị Nguyễn Hải ơi, chị lấy màu xám chị comment cho em là set 026 kèm theo số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. 65 cân chị mặc không vừa chị Thành Bấy nhá. Bao nhiêu vậy chị ơi? Chị Tươi Đắng ơi, cái váy này có giá là 220.000 ạ. Một áo len và một chân váy các chị nhá. Đây là set rời ạ. Dưới 58 kg là các chị yên tâm, các chị có thể mặc xinh rồi. 280.000 sale, còn 220.000 cho ngày hôm nay xả kho đấy các chị nhá. Hãy thật nhanh tay đi ạ. Hàng sẽ không về đâu các chị ơi. Vì thế các chị hãy thật nhanh tay đặt hàng nhá, thật nhanh tay đi ạ. Không phải số lượng có hạn thôi. Gần Tết hàng nó sẽ không về đâu. Các chị mua quần áo vào cái thời điểm này thì hãy thật nhanh tay đi ạ, bởi vì là cửa hàng nào cũng thế thôi. Nó sẽ không về hàng gần Tết, nó sẽ không về hàng đâu ạ. Ok chị Hà Thảo Hiền, em chốt đơn này 41 kg 1m54 vừa không chị ơi, chị mặc vừa chị nhá, chị mặc xinh luôn ạ. Chị Thảo Lam ơi, yên tâm là chị dưới 58 kg là chị mặc được cái set này chị nhá. Mã của em này là set 02, chị nào lấy comment cho em là set 02 kèm theo màu các chị yêu thích, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Gồm có 4 màu nha, màu đen này, màu xám, màu đỏ, màu sữa chị nhá, 4 màu luôn đấy ạ, 4 màu trước chị được chọn luôn. Chị nào mà chưa được sở hữu thì nhanh tay sở hữu nha. Ok, em có thấy chị Phạm Thị Thủy luôn ạ. Chị cứ đầy đủ thông tin là các chị yên tâm, bên em sẽ có phần mềm chốt đơn tự động chị nhá. Đầy đủ thông tin, set 02 kèm theo màu các chị yêu thích, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng là yên tâm, cả bên em sẽ có chuyên viên tư vấn gọi điện cho các chị một lần nữa để chốt đơn hàng cơ. Nên các chị yên tâm đi ạ. Chị Đặng Duyên, em chốt đơn hàng rồi. Ok, chị Trang Vi màu xám đấy chị ơi. Màu xám nha, em đang mặc trên người là màu sữa, đây là màu xám ạ. Màu xám với màu sữa này thì cực kỳ nịnh da các chị nhá, nên các chị yên tâm mua đi. Cực mà em đảm bảo là mặc lên cực kỳ xinh luôn. Chị Đặng Duyên, em chốt đơn hàng rồi. Cho chị coi áo đây chị ơi, áo đây chị ơi. Đây là áo đây ạ. Đây là màu xám chị nha, em đang mặc trên người là màu sữa. Bên cạnh đó có cả màu đỏ đô và màu đen cho các chị lựa chọn đấy. Chị nào mà chưa được sở hữu cái set hit hot như thế này thì hãy nhanh tay comment mua hàng luôn đi ạ. Chị Bảo Trân, em chốt đơn hàng chị Bảo Trân rồi nha. Các chị cứ comment đầy đủ thông tin là yên tâm sẽ có hàng cho các chị mặc nhá, cứ yên tâm chắc chắn là sẽ có hàng luôn. Ok chị Quân Tươi, em chốt đơn hàng nha. Màu gì nữa? Chị Ngọc Doãn ơi, có cả màu sữa này, màu đen, màu xám và màu đỏ đô cho chị lựa chọn 4 gam màu đơn giản phù hợp các chị đấy ạ. Chị cô Út họ Tống, em chốt đơn này. Trần Thanh ơi chị, em có vài cách tân nha, chị lên page đi ạ. Bên em có rất nhiều là áo cách tân luôn. Váy là em đang mặc chị Linh Lan nhá. Mẫu này bao nhiêu? Mẫu này có giá là 220.000 cho duy nhất ngày hôm nay, bọn em sale xả kho các chị ơi. Từ ngày mai ngày kia sẽ về giá gốc là 280.000 đấy các chị ạ. Vì thế chị nào chưa được sở hữu thì hãy nhanh tay comment cho em này, set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em nha. Đầy đủ thông tin là sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn. Nên các chị yên tâm mua hàng nè, cứ yên tâm mua hàng nhá. Set 02 cho em này, màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng, đầy đủ 4 thông tin. Bên em sẽ có phần mềm chốt đơn hàng tự động. Thế nên là các chị sẽ được chốt đơn hàng, gọi và chốt đơn hàng gửi ship cho các chị luôn nha. Ok, chị Sô Cô La đây, em chốt đơn, chị Trang Bi em chốt đơn này. Ok, chị Hà Ti này. 42 cân 55 vừa không. Chị ơi, chị Hoàng Trần chị vừa chị nhá. Chị Hồng Nguyễn em chốt đơn này. Chị Huyền Ánh ơi. Chị Huyền Ánh lát em inbox lại nha. Ok chị Dung Nguyễn, lát em sẽ mặc đỏ đô cho các chị xem nhá. Màu đỏ đô mặc cực kỳ xinh luôn các chị ơi. Màu đỏ đô cực kỳ xinh luôn ấy. Dưới 58 kg các chị mặc cực kỳ tốt rồi. 60 kg mà chị mét 6 thì đổ lên chị vừa nhá, chị Gam Trần nhá. Bên em không có size nha, chị Huyền Lị Hiền luôn ơi. Bên em không có size nha. Bên em hàng free size ạ. Các chị dưới 58 kg là các chị mặc cực xinh luôn rồi. Váy này 40 kg mặc được không chị? Chị Ngọc Linh Trần ơi, có vừa được chị nhá. Hàng này bên em hàng free size dưới 58 kg là các chị mặc cực tốt rồi, cực kỳ xinh rồi. Chị Quân Anh ơi, thêm cho em địa chỉ số điện thoại đi ạ. Mặc màu em đang mặc là màu sữa chị nhá, màu sữa ạ. Chị nào thích cái màu em đang mặc hãy comment cho em là set 02 sữa kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin em cho luôn. Ở Thanh Hóa đấy, ship 30k chị nhá. À thế chị Võ Thị Xê, chị Võ Thị Xê ơi, lát em sẽ gọi điện lại cho chị nha. Chị Kiệt Bọt ơi, thêm em địa chỉ đi chị ơi. Ok chị Thủy Anh, Võ Huỳnh, em chốt đơn hàng rồi ạ. Các chị cứ đầy đủ thông tin, set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em là em sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn, nên các chị yên tâm mua hàng nhá. Chị Cúc Lai, ok chị Cúc Lai nhá. Chị Trang Phạm, em chốt đơn hàng chị Trang Phạm rồi.
Minh Hạnh ơi, chị Minh Hạnh ơi, thêm em địa chỉ nào, địa chỉ và số điện thoại đi ạ. Ok chị Anh Đào nha. Bao nhiêu à chị Hoàng Nguyễn ơi, váy này có giá là 220.000 một set nhá. 220.000 một set nha. Giờ em sẽ mặc qua màu đỏ cho các chị xem nhá. Màu đỏ này cực kỳ xinh luôn ý. Màu đỏ đô này quá là xinh luôn. Bên cạnh đó các chị ước comment cho em là set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. 62 ký mặc được không em? Chị ơi 62 ký thì chị mét 6 trên mét 6 chị vừa chị nhá. Ok đây em đang chuẩn bị mặc đồ đô cho các chị xem luôn đây ạ. 220.000 một set các chị ơi, 220.000 một set ạ. Cực kỳ rẻ luôn. Hôm nay sale các chị nhá, xả kho lên sale nha. Giá gốc là 280.000 đấy ạ. Ok. À, còn nhá chị ơi, còn nhá, chị nhanh tay comment đi. Set 02 kèm màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi ạ. Ok chị Hương Nguyễn nha, em chốt đơn chị Hương Nguyễn ạ. Ở đâu ạ? À? Chị ơi em ở 70 Phúc Diễn, Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội nha. Ok chị có thể đổi màu thoải mái ạ, có thể đổi màu thoải mái. Ship Quảng Bình bao nhiêu chị ơi? Ship Quảng Bình 30k nha. Bộ em giống đang mặc là bộ màu xưa, em vừa mặc là màu xưa, bây giờ là màu đỏ đô này các chị ơi, bây giờ là màu đỏ đô nhá. Chị nào chưa được sở hữu thì nhanh tay sở hữu đi ạ. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em nào. Ok. 1m52 có mặc được không? Chị Thảo Trang xanh ơi, chị có mặc được chị nhá. Chị yên tâm là bộ mặc vừa luôn ạ. Chị Mèo Hoang Thủy Lê ơi, chị comment cho là set 02. Vừa nay em mặc màu sữa chị nhá, còn bây giờ là màu đỏ đô đấy ạ. Tiệt Bọt em chốt đơn hàng rồi, chị Nguyễn Kim Ngân em chốt đơn hàng rồi, chị Su Su Nhung em chốt đơn hàng luôn. Chị Lê Miu này thêm em địa chỉ nào. Có che bụng chị ơi, có che bụng chị nhá. Mặc áo này yên tâm là không bị lộ bụng một chút nào luôn. Chân váy thì cực kỳ ôm tôn dáng rồi. Thế nên là một cái set này gọi là quá xuất sắc, quá là tuyệt vời luôn cho các chị đi ạ. Chị nào mà chưa được sở hữu cái set hot hit này bên Queen Fashion thì hãy nhanh tay sở hữu các chị ơi, bằng cách comment trên này set 02 kèm theo màu các chị yêu thích, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Có 4 màu cho các chị lựa chọn luôn nha, 4 màu đấy ạ. Màu sữa này, màu đỏ em đang mặc này, màu đen và màu sáng các chị nhá. 4 màu cho các chị lựa chọn luôn đấy ạ. Chị nào mà chưa được sở hữu thì nhanh tay sở hữu đi nào. Nhanh tay đi. 220.000 một set thôi, một áo và một chân váy các chị nhá. Một áo một chân váy là 220.000 đấy ạ. Gồm có 4 màu này các chị, 4 màu cho các chị lựa chọn này. Màu sữa này, màu xám này, màu đen và màu đỏ các chị nhá. 4 màu cho chị lựa chọn luôn đấy ạ. Lấy hàng thì comment cho em, vui lòng comment cho em này. Set 02 kèm theo màu các chị thích, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Chị Vũ Thanh Hằng ơi, thêm em địa chỉ nào. Chị Quân Anh em chốt đơn rồi, đúng rồi chị Phạm Hạnh quá đẹp luôn chị ơi, quá là xinh luôn. Quá xinh rồi thì hãy nhanh tay comment nào. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Chị ơi gái Hà Giang ở đây là đỏ đô chị nhá. Cho chị màu đen đi em. Chị Quỳnh Hồ ở Nguyễn Hồ ơi, chị lấy màu đen chị comment cho em là set 02 đen kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin là em cho luôn. Chị Thỏ Con ơi, hàng này hàng free size chị nha. Chị dưới 58kg là chị yên tâm là chị sẽ vừa rồi ạ. Dưới 58kg là chị yên tâm sẽ vừa luôn rồi. Chị Luyến Nguyễn ơi, Luyến Vũ ơi, thêm em địa chỉ số điện thoại đi ạ. Ok. Đúng rồi các chị phải tag bạn bè mình vào đi, tag luôn đi. Bởi vì hôm nay được giảm giá nha, giảm giá tận 60.000 một bộ luôn đấy ạ. 280 còn 220.000 cho ngày hôm nay thôi nha. Chị Nhàn Phùng ơi, thêm em địa chỉ cụ thể là chị ơi. Ok em sẽ dơ các màu cho các chị xem luôn đấy ạ. Ok chị Quân Anh ơi, chị yên tâm là bộ này chị sẽ vừa nhá. Màu đen này, màu xám này, màu sữa, vừa nãy em thử và em đang mặc màu đỏ đô trên người nha. 4 màu cho chị lựa chọn luôn đấy ạ, 4 màu luôn. Bao nhiêu một bộ ạ? Chị Nhung Nguyễn ơi, 220.000 một bộ nha. Một áo len và một chân váy body đấy ạ. Ok chị Lục Hồng ơi, thêm cho em số điện thoại nào, 44kg dáng thấp có vừa không? Chị ơi chị yên tâm là bộ này cực kỳ dễ mặc, chị mặc lên sẽ rất xinh luôn nhá. Yên tâm đi ạ. Váy này váy body cực kỳ ôm dáng luôn, áo len thì không bị lộ bụng luôn, quá là xinh rồi. Ok chị Dung Nguyễn em chốt đơn hàng rồi ạ. Chị Thu Phương Hà chốt đơn hàng cho chị rồi luôn. Hỏi giá, giá này là 220.000 một set các chị ạ. Một set em mặc 220.000 nha. Chị Nụ Ngụ Bình em chốt đơn hàng cho chị rồi luôn này. Các chị cứ comment đầy đủ thông tin là yên tâm sẽ được chốt đơn hàng nha. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em, đầy đủ thông tin là yên tâm sẽ có hàng cho các chị mặc luôn. Chị Nga Nguyễn ơi, thêm em địa chỉ nào. Chị Cúc Nguyễn ơi, thêm cho em địa chỉ đi ạ. Các chị ơi comment đầy đủ cho em này. Set 02 kèm theo màu các chị yêu thích, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ.
đầy đủ bốn thông tin là mình được chốt đơn hàng luôn các chị nhá. Tránh comment đi, comment lại rất là nhiều lần tội thiếu thông tin mà để mất thời gian ạ. Ok, màu sữa nhé. Chị Lục Hồng ơi comment cho em này, set 02 sữa kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Ok, đầy đủ thông tin em chốt luôn. Chị gái Hà Giang thêm em địa chỉ đi chị ơi. Lê Miu em chốt đơn hàng chị rồi nè. Chị Su giả tạo thêm em địa chỉ đi ạ. Ok, sao không thấy à? Chị Ngọc Phạm ấy, em có thấy chị mà. Các chị ơi, bên này trên này comment nó trôi rất là nhiều ấy. Vì thế nên là chị nào mà em không đọc tên nhưng cứ comment đầy đủ bốn thông tin là yên tâm, các chị sẽ được chốt đơn hàng nha. Yên tâm luôn đi ạ, bởi vì bên em có phần mềm chốt đơn tự động các chị nhá. Trên này trôi rất là nhiều comment, rất là nhiều chị đặt mua hàng, thế nên là đôi khi em không thể nhìn hết được đâu ạ. 1m59 41 kg vừa chị Thúy Minh nhá. Chị mua lần trước cái bộ dạo đấy ở trên thị trường bây giờ có rất là nhiều loại chị ạ, có cả chất thun này, chất len rồi là rất là nhiều chất chị nhá. Thế như là bên em, bên Queen Fashion này, chị nào mua hàng rồi chị là rõ, biết rõ, quá rõ về chất lượng bên em rồi đúng không ạ? Chị nào mà chưa mua thì hãy nhanh tay thử một lần mua đi xem cảm nhận chất lượng bên em rõ nhất nhá. Bên em đặt hàng mua hàng thì em chưa thấy có chị nào chê về chất lượng bên em đâu ạ. Ok, chị Trịnh Giai cho đơn hàng rồi nha. Các chị ơi đầy đủ thông tin cho em đi ạ. Chị Thủy Hi em cho đơn hàng này. Chị Nguyễn Hương ơi thêm em màu số điện thoại đi chị ơi. Màu chị thích số điện thoại đi ạ. Các chị cứ đầy đủ thông tin là yên tâm sẽ có hàng mặc luôn. Ok. Đúng rồi chị Lê Minh ơi, đây là set giờ nha. Nguyễn Duy Nguyên em chốt đơn ạ. Chị ơi hôm nay có gọi ở đâu không? Không, chị Nguyễn Nga có nha chị ơi. Chị cứ comment cho em đi, lát yên tâm sẽ có chuyên viên gọi cho em chị một lần nữa. Nguyễn Kim Duyên chị lấy màu ghi đúng không? Chị comment cho em là set 02 ghi kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Các chị cứ đầy đủ thông tin là yên tâm sẽ có hàng nha. Ok, chị Trịnh Thị Huệ nhá, lát em sẽ chốt chị ạ. Thủy HI chốt mình chưa, đầy đủ thông tin là yên tâm sẽ chốt đơn hàng luôn. Phải mua hai bộ hả em? Chị ơi đây là một set chị nhá chứ không phải là hai bộ ạ. Ở trên là áo len và ở dưới là chân váy body là một set chị nhá. Một set luôn 220.000 một set thôi ạ. Chị nào chưa được sở hữu thì hãy thật nhanh tay nha. Ngọc Phạm ok em chốt đơn hàng luôn. Ok em chốt đơn hàng luôn ạ. Ship nội thành đồng giá 20k, ngoại thành và tỉnh là 30k các chị nhá. Ship cũng giá rẻ nhất thị trường luôn rồi đấy, các chị yên tâm đi ạ. Ok chị bé lùn nha. Chị đổi màu thoải mái luôn đi ạ. Cứ đổi màu thoải mái bằng cách comment lại cho em set 02 kèm màu chị yêu thích, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng là đổi được màu luôn rồi. Ok. Chị nào mà chưa được sở hữu thì hãy nhanh tay đi chị ơi. Chị Huyền Moon này, ok em chốt đơn chị Huyền Moon nhá. Đúng rồi chị ơi, đây là chị Nhung Dư ơi, đây là váy chị nhá. Một áo len và một chân váy body đấy ạ. Một áo len, một chân váy body nha. Chị nào mà chưa được sở hữu thì thật nhanh tay sở hữu nhá. Ok, Thủ Đức ship bao nhiêu ở chị Nguyễn Duy Nguyên ơi, ship Thủ Đức là 30k chị ơi. Nội thành Hà Nội đồng giá 20k, ngoại thành và tỉnh là 30k nha. Ok. Bộ giống em mặc là bao nhiêu ạ? Bộ giống em mặc có giá là 220.000 nhá. 220.000 một set này luôn này, các chị được sở hữu một set này. Giá gốc là 280.000 nhưng hôm nay em xả kho bán cho các chị với 220.000 thôi ạ. Ok, có miễn ship không em? Chị Linh Phương ơi, bên em không miễn ship nha. Không miễn ship ạ. Ship nội thành Hà Nội đồng giá 20k, ngoại thành và tỉnh là 30k nhá. Ok, chị Thủy Phương ơi, thêm cho em địa chỉ số điện thoại đi chị ơi. Ok, chị bé luôn thoải mái đổi màu nha. Màu em đang mặc là màu gì ạ? À? Chị Nhung Dương ơi, em đang mặc là màu đỏ đô nha chị ơi. Chị lấy thích cái màu này, chị comment cho là set 02 đỏ kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Màu đỏ này cũng cực kỳ xinh luôn này. Bên cạnh đó có cả màu sữa cũng cực kỳ nịnh da nhá, màu sáng cũng thế này và màu đen nữa nha các chị ơi. Bốn màu cho các chị lựa chọn luôn đấy ạ. Hàng Trần em chốt đơn này, bao nhiêu kg thì mặc vừa? Chị ơi dưới 58 kg chị yên tâm mặc tốt nha. Mai chị Mai Anh ơi thêm em địa chỉ đi ạ. Các chị đầy đủ thông tin cho em thêm địa chỉ đầy đủ đi nào. Chị Hoàng Chân Chi em chốt đơn này. Chị ơi đây là váy body chị nhá. Đây là váy body rồi. Váy body này, chân váy body và áo len đó chị ơi. Giá bao nhiêu vậy ạ? À? Giá là 220.000 một set chị nhá. Một áo len và một chân váy đấy ạ. À. Chị nào mà chưa được sở hữu cái set này thì nhanh tay lên đi ạ. À, bởi vì set này đang cực kỳ hit hot bên Queen bọn em luôn. Chị nào chưa được sở hữu nhanh tay đi, lại còn giảm giá nữa thì còn chần chừ gì mà không comment nào. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em nha. Ok, chị Lê Phương em chốt đơn hàng rồi ạ. Giá như thế nào ạ? Chị Trần Lan Linh ơi, 220.000 một set này, một áo và một chân váy cho các chị mặc luôn đấy ạ.
Ok chị Trần Nga, em chốt đơn hàng luôn. Chân váy hơi ngắn em ạ. À, chị Linh Phương ơi, chị cao mét bao nhiêu nhỉ? Chị yên tâm là cái chân váy này chị có thể để ngắn dài tùy ý nhá. Yên tâm đi ạ, à, bởi vì cái chất này là chất co giãn của em đại 4 chiều luôn các chị nhá, nên các chị yên tâm mua hàng đi. Ok chị Trần Nga này, bao nhiêu cân mặc vừa? Chị ở dưới mới 58 kg là các chị mặc cực kỳ xinh rồi nhá. Yên tâm mua hàng đi ạ. À, cực kỳ xinh luôn rồi. Chị Hải Phong em chốt đơn rồi ạ. À, chị Dung Nguyễn chị lấy màu đỏ, chị comment trên là set 02 đỏ, kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đấy các chị ơi. Đầy đủ thông tin đi ạ. À, để mình comment một lần được chốt đơn hàng luôn nhá, tránh comment đi comment lại nhiều lần ạ. À, nhìn thấy mình không, em có thấy chị Nguyễn Quyết Trinh nhá, em có thấy chị ạ? À, Hoa Ngọc Lan ơi, chị thêm cho em địa chỉ và màu chị lấy đi ạ. À, đầy đủ hộ em thông tin là các chị ơi, set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. À, set này quá là rẻ luôn thì còn chần chừ gì nữa mà không comment mua hàng đúng không? Chị Tiền Bạc ơi, thêm em địa chỉ nào. Đúng rồi chị gái Hà Giang nha, đây là chất len chị ơi, chất len nha. Các chị cứ cầm đi, nếu nhận hàng nếu mà xấu đi trả lại, bọn em cũng được chất xấu đi trả lại nhá. Ok chị Phương Sài Gòn em chốt đơn rồi, 220.000 một set này các chị ơi, 220.000 một set rồi thế ạ. Gồm có 4 màu cho các chị lựa chọn này, màu sữa, màu xám thì cực kỳ rôn gian định ra rồi, còn màu đen và màu đỏ đô nữa nha. 4 màu cho các chị lựa chọn luôn đấy ạ. À, chị Nguyễn Duy Nguyên ơi, chị ở nội thành Hà Nội thì trong ngày chị nhận được hàng luôn, mà ngoại thành và tỉnh thì là chị khoảng 2-3 ngày chị nha. Chị yên tâm đi ạ, em mặc trên người như thế nào về chị nhận trong tay màu cũng bị hệt như thế bé luôn, em chốt đơn hàng rồi. À, chị lấy bộ màu kem với màu đen là chị Hằng Thúy ơi, chị comment cho em là set 02 đen và xám đúng không nhở? Kèm theo số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi ạ. Đầy đủ thông tin em sẽ chốt luôn. Ok chị Đỗ Loan nha, em chốt đơn hàng luôn rồi. Chị Hoa Ngọc Lan ơi, thêm cho em địa chỉ đi ạ. Bên em không bán áo nha chị ơi, một set quá là rẻ luôn, 220.000 một set thì tội gì mình không sở hữu cả set đúng không? Lấy một cái áo hay một cái chân váy không, nó đi không đi liền với một bộ với nhau thì nó sẽ không đẹp đâu các chị ạ. Ok, thử bên em không có màu xanh nhé các chị nhá, không có màu xanh đâu ạ. Không có màu xanh đâu, có 4 màu cho các chị lựa chọn thôi. Màu đỏ này, màu đen này, màu xám và màu sữa nha. 4 màu cơ bản để cho chị nào mặc được. Bên em toàn lấy những cái tông nào, màu nào mà dễ mặc ấy, cũng như là kiểu giá nó cực kỳ dễ mặc để phục vụ cho các chị thôi ạ. Các chị nhanh tay lên đi các chị ơi, gần Tết rồi hàng rất là khan hiếm các chị nhá. Gần cho mình xem chất vải, ok chị ơi ở đây em. Chất len nhá. Chất len này cực kỳ đẹp luôn đó chị ạ. Quá đẹp luôn, chị Nguyễn Minh Ngọc Nguyễn em chốt đơn hàng rồi nha. 1m65 mặc có ngắn không? Chị ơi chị mặc bằng em luôn, em cũng 1m65. Chị lừa xong lặn ơi, chị comment cho em là set 02 xám kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin là yên tâm các chị sẽ có hàng luôn. Giao cho mình một set à? Ok chị ơi, chị comment cho em là set 02 đỏ kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin là em sẽ chốt luôn nha. Minh Thảo Nguyên em có thấy ạ, em chốt đơn hàng chị Minh Thảo Nguyên. Chị comment thêm cho là set 02 đi chị ơi. Ok, lát em sẽ thử màu xám cho các chị xem nhá. Ok, chị Vân Hồng ạ. Vâng, em cảm ơn chị đã luôn luôn ủng hộ Queen Fashion nha. Nông Mến em chốt đơn hàng luôn rồi. Ok, chị Lê Thị Minh lát em sẽ mặc màu đen cho các chị xem luôn ạ. 45 kg, 1m53 mà vừa không chị Hoài Thu ơi, chị có vừa nha. Mai Cúc em chốt đơn rồi. Em có thấy chị bé luôn, em chốt đơn cho chị bé luôn từ lúc nãy rồi ạ. Các chị cứ comment đầy đủ thông tin là yên tâm mình sẽ có hàng nha. Chị An Nguyễn ơi, chị muốn mua thì comment cho em là set 02 kèm màu, chị thích số điện thoại để chị nhận hàng đi ạ. Đây ạ, đầy đủ thông tin cho em nha. 4 màu cho chị lựa chọn này, màu sữa này, màu xám và màu đen các chị nhá. Màu đỏ là mặc trên người ạ. 4 màu cho chị lựa chọn luôn, 4 màu cực kỳ xinh luôn các chị nhá. Chị nào mà chưa được sở hữu cái bộ hit hot này bên Queen bọn em sẽ nhanh tay comment nào. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em nha. Ok chị Nga Lê, chị 48 kg, 1m50 chị vừa chị nhá. Chị Bảo Vi ơi, cái giá này em bán là 220.000 cho các chị đây luôn ạ. À, chứ không phải là bán giá đùa hay giá gì đâu chị ơi. Bán hàng rồi còn bán đùa thì bán cho ai hả chị? Hương Nguyễn, ok chị Hương Nguyễn em chốt đơn nha. Ok, đầy đủ thông tin là các chị yên tâm là bên em sẽ có phần mềm chốt đơn hàng tự động các chị nhá. Phần mềm chốt đơn hàng tự động cho các chị luôn. Vì thế nên các chị hãy nhanh tay sở hữu đi ạ. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em nha. Màu đen này, màu xám này và màu sữa màu đỏ các chị nhá. 4 màu cho chị lựa chọn luôn đấy ạ. Chị nào mà chưa được sở hữu thì thật nhanh tay sở hữu đi nào. Ok chị Minh Thảo Nguyễn em chốt đơn luôn rồi. Cho chị đúng cái em đang mặc ạ. Chị Dung Nguyễn ơi, chị comment cho em là set 02 đỏ kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin là sẽ chốt đơn hàng cho các chị nha.
47 kg, 1m68 chị lừa xong lặn ơi, chị có vừa vừa sinh luôn chị nhá. Comment cho em đi ạ. À, Tranh Thảo ok em chốt đơn rồi. Bao nhiêu tiền vậy bạn à? Chị ơi, chị chữ Trung Quốc rồi, em cũng không biết tên chị là gì và em không biết tiếng Trung. Chị 220 một set chị nhá. Ở trên là áo và dưới là chân váy đấy ạ. Chỉ sale hôm nay các chị nhá. 220.000 cho một set này ngày hôm nay thôi ạ. Còn từ mai sẽ về giá gốc là 280 đấy các chị nhá. Đúng rồi, mã của em này là set 02 nha các chị nhá. Có màu nào nữa hả em ạ? À? À, chị Phương Thảo em chốt đơn ạ, à. Chị Nguyễn Kim Phát em chốt đơn ạ. À. Đầy đủ thông tin em chốt đơn này, màu sữa này, màu xám này, màu đen và màu đỏ luôn nha các chị ơi. Bốn màu cho chị lựa chọn luôn đấy, 220.000 một set, hàng free size dưới 58 kg các chị mặc tốt rồi. Chị mua am ok em chốt đơn chị rồi nha. Ok, chị thử được không mà chị ạ? Chị ơi bên em không thử được chị nhá. Bây giờ em đã nói cho các chị là dưới 58 kg, nếu các chị dưới 58 kg các chị yên tâm là vừa sinh luôn rồi ạ. À. Tiền ship bao nhiêu hả chị Thanh Hảo ơi? Tiền ship nội thành Hà Nội đồng giá 20k, ngoại thành và tỉnh là 30k nha. Bán hàng mà không nói nhiều thì bán cho ai hả chị? Ok này, màu xám chị lừa xong lặn ơi, chị comment cho em. Em bảo chị comment cho em từ nãy là sếp 026 kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin các chị ơi, đừng tránh mất thời gian nói đi nói lại nhiều lần nhá chị nhá. Ok. Chị Mến Nguyễn ơi cho em địa chỉ đi ạ. Chị gái Hà Giang em chốt đơn rồi. Chị Nga Trần em chốt đơn rồi. Chị Nga Trần ơi, chị nếu chị không mua hàng thì chị vui lòng ra ngoài nhá. Cúc Nguyễn ok em chốt đơn ạ. Đổ cho mình màu sữa chị Hồng Nguyễn ơi, ok chị yên tâm đi ạ. Chị yên tâm đi là chị sẽ được đổi màu thoải mái nhá. Đến khi chuyên viên gọi điện cho bên em sẽ có chuyên viên gọi điện cho các chị một lần nữa để chốt đơn hàng, nên các chị yên tâm nhá. Ok, đúng rồi các chị cứ phải tag bạn bè mình vào để cùng sở hữu đi ạ. Còn chị nào nếu như không có nhu cầu mua vào đây phá đám thì vui lòng ra ngoài nhá. Ok chị Văn Đoàn em chốt đơn hàng luôn rồi ạ. Shop ơi gửi ạ. Ok chị Hương Bảo My ơi, lát em sẽ check lại thông tin của chị nhá. Đầy đủ thông tin cho em là yên tâm sẽ có hàng để mua luôn. Màu sữa này, màu xám này, màu đen và màu đỏ các chị nhá. Bốn màu cho chị lựa chọn luôn này, 220.000 một set nhá. Một chân váy và một áo đấy ạ. Ok chị Minh Hiệp em chốt đơn rồi. Chị ở đâu ạ? À? Em ở 70 Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội nha. Chị Hoài Thu ơi thêm em địa chỉ đi ạ. Ok, thêm em địa chỉ được các chị ơi, comment nào set 02 kèm theo màu số điện thoại địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin là em sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn. Ok, chị Thu Hương em chốt đơn hàng này. Minh Hiệp em chốt đơn hàng này, chị gái Hà Giang, ok chị gái Hà Giang nha. 100% các chị được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nên các chị yên tâm mua hàng đi ạ. Chất xấu các chị có thể trả lại em nhá. Bên em mình tự tin luôn về chất lượng của mình, ai mua hàng bên Queen thì chắc là biết quá rõ rồi đấy ạ. Quá rõ là chất lượng hàng bên Queen rồi. Còn chị nào chưa mua thì yên tâm mua một lần em đảm bảo sẽ nghiện luôn. Mến Nguyễn ok chị Mến Nguyễn nha, em chốt đơn rồi ạ. Minh Hạnh em chốt đơn chị rồi luôn này. Đúng rồi chị ơi, cả chân váy nữa là 220.000 nha. Cả chân váy là 220.000 thôi ạ. Chị nào mà chưa được sở hữu thì nhanh tay sở hữu nhá. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em nha. Chị Hoài Nguyễn ơi, bây giờ em đang bán set 02 chị nhá. Đây là set 02 ạ. Ok các chị nha, chị nào mà chưa được sở hữu thì nhanh tay sở hữu giúp em nào. Ok chị Nguyễn Tình này. Ok chị Nguyễn Tình nha. Chị Minh Hậu Trần ok chị Minh Hậu Trần luôn ạ. Các chị yên tâm cứ đầy đủ thông tin này sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn ạ. Chị Lê Phượng ok chị Lê Phượng nha, em chốt đơn này. Chị Thục Anh Hoàng à? Thục Anh Hoàng em chốt đơn chị Thục Anh Hoàng nha. Đầy đủ thông tin đi chị ơi, đầy đủ thông tin này sẽ chốt đơn hàng luôn ạ. Lê Phượng này em chốt đơn hàng rồi. Cao Kiên em chốt đơn hàng cho các chị luôn. Đúng rồi chị ơi, cả chân váy nhá chị nhá. Cả chân váy luôn nên các chị yên tâm mua hàng đi ạ. Chị Trục Trinh ơi, đúng rồi set 02 màu đen thì chị comment cho em là set 02 đen kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nhá. Đầy đủ thông tin em sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn. Chị Lê Phượng ơi, chị thiếu địa chỉ thì chị comment địa chỉ cụ thể cho em đi ạ. Bên em sẽ gửi hàng và giao hàng cho chị luôn nha. Ok chị Thục Anh Hoàng em chốt đơn chị Thục Anh Hoàng rồi ạ. Các chị ơi các chị cứ đầy đủ thông tin là yên tâm mình sẽ có hàng nhá. Chị Trúc Trích ơi thêm cho em địa chỉ nào chị ơi, số điện thoại luôn đi ạ. Đầy đủ thông tin em chốt này, chị Thu Hương em chốt luôn này. Chị Thùy Đặng ơi thêm em địa chỉ đi ạ. Chị Chuyên Kim em chốt đơn hàng chị Chuyên Kim luôn. Các chị ơi đầy đủ thông tin cho em là em sẽ chốt đơn hàng nha. Đầy đủ thông tin là yên tâm mình sẽ có hàng để mặc để diện đi chơi luôn này, diện đi Tết các thứ luôn. Trời lạnh quá đấy, chắc các chị có thể khoác một em áo dạ bên ngoài và đi một đôi bốt thì cực kỳ xinh luôn rồi đấy ạ. Cứ đầy đủ thông tin đi là em sẽ chốt đơn hàng và gửi hàng cho các chị sớm nhất luôn nhá.
Trong Hà Nội thì khoảng trong ngày, còn ngoại thành và tỉnh thì khoảng 2-3 ngày nha. Chị Trần Duyên em chốt đơn hàng rồi. Chị Thúy An, ok em chốt đơn hàng chị Thúy An rồi nha. Các chị ơi, các chị yên tâm đầy đủ thông tin là sẽ có hàng luôn ạ. Cứ bên em có phần mềm chốt đơn hàng tự động các chị nhá. Vì thế chị nào chưa được sở hữu thì thật nhanh tay đi ạ. Ok chị Nguyệt Phạm nha, em chốt đơn hàng chị Nguyệt Phạm rồi. Mọi người ơi, nếu đưa xe màn trước thì trả tiền thì ok, không lo đồ đều. Đúng rồi chị Hải gái Hà Giang nhá, bên em sẽ cho các chị 100% kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Yên tâm đi ạ, chất lượng bên em thì yên tâm rồi, em đã bảo em tự tin với chất lượng bên hàng bên em rồi. Vì thế các chị yên tâm đi ạ, chắc chắn là các chị sẽ hài lòng nhá. Bọn em bán hàng lâu dài thì các chị không phải là bán một lần rồi bỏ luôn đâu, nên các chị yên tâm đi ạ. Bên em cam kết hàng loại một cho các chị luôn. Ok, chị Đạt Quách em chốt đơn hàng rồi ạ. Thúy An em chốt đơn hàng rồi, 63 kg chị không vừa, chị Nguyên Hạnh nhá. Các chị nào mà vừa thì em sẽ bảo vừa, mà không vừa thì em sẽ bảo không vừa nha. Gồm có 4 màu cho các chị lựa chọn này: màu sữa này, màu xám này, màu đen và màu đỏ chị nhá. 4 màu cho các chị lựa chọn luôn nhá. Các chị cứ đầy đủ thông tin là yên tâm sẽ có hàng để mình mặc luôn. Bên em cam kết giá rẻ nhất thị trường luôn các chị ơi. Em có thấy chị Thương Hoài nha, 60 kg, chị mét 6 thì chị vừa nhá. Mình ở Vĩnh Phúc đặt hàng thì bao giờ nhận được chị Cúc Nguyễn ơi? Chị khoảng 2-3 ngày chị nhận được hàng nhá. Ok đúng rồi chị Anh Phúc mong manh nha. Chị Nguyễn Hải em chốt đơn chị Nguyễn Hải rồi ạ. Chị nhận xét caro đẹp thành em, chị Thu Hương em cảm ơn chị đã feedback cho bọn em nha. Em mong chị sẽ luôn ủng hộ Queen Fashion nhá. Hà Nội trong ngày nhá chị gái Hà Giang ơi. Chị Đại Nguyên Như ơi, chị mua một set này chị comment cho em là set 02 kèm theo màu chị yêu thích, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin là yên tâm chị sẽ có hàng chị mặc sớm nhất nha. Chị Hồng Nhung Lê ơi, thiếu địa chỉ của em rồi chị Hồng Nhung Lê ơi. Chị Ngô Thu Hiền ơi, 220.000 một set nha chị Minh Châu em chốt đơn rồi ạ. Ok chị Chuyển Kim em sẽ thử sang màu đen nha các chị nhá. Thử sang màu đen cho các chị xem nhá. Mình cao 1m50, 49 kg có vừa không chị Hoài An ơi? Chị có vừa chị ơi, chị có vừa nha. Ok giờ em sẽ thử sang màu đen cho chị đây. Comment cho em đầy đủ thông tin đi ạ là sẽ có hàng luôn. Giá cực kỳ rẻ cho hôm nay thôi, 220.000 một set cho các chị nhá. Một set là một áo và một chân váy đấy ạ. Chị mua hàng của shop rồi, ship nhanh và kiểm tra hàng thoải mái. Dạ em cảm ơn chị Hương Nguyễn nha. Em cảm ơn feedback của chị ạ à, và em mong là chị sẽ luôn ủng hộ Queen Fashion nhá. Các chị cứ mua nhiều yên tâm là sẽ được ưu đãi nhiều nữa cơ. Váy đó bao nhiêu chị Liệu Lặng ơi? Váy này là có giá 220.000 chị nhá. Một set luôn đấy ạ, một áo và một chân váy cho chị luôn nha. Cực kỳ rẻ luôn, 220.000, hàng bên em là hàng loại 1 các chị nhá. Chị Thùy Đặng, ok em chốt đơn rồi này. Chị ơi em không có màu rêu nha. Váy đỏ bao nhiêu ạ? À? Chị Liên Lạc ơi, váy set đỏ vừa nãy là 220.000 ạ. À. Đúng rồi, váy bộ em đang mặc 220.000 nha chị Mỹ Hạnh. Chị nào lấy hàng thì comment nhanh tay cho em nào. Chị Liên Lạc ơi, thêm em địa chỉ đi ạ. À. Chị ơi đây là áo luôn mà, có cả áo và chân váy luôn. Đây là màu đen nha các chị ơi, màu đen đấy ạ. Chị nào mà chưa được sở hữu thì hãy nhanh tay sở hữu nha. Ok chị Liên Lặng ơi, thêm em thông tin đầy đủ đi chị ơi. 58 kg vừa nhá chị Hồng Nhi nhá. Đúng rồi các chị tăng bạn bè mình vào mua cùng đi ạ, bởi vì là cực kỳ rẻ luôn rồi ý. Dương Nguyễn Thị em chốt đơn chị Dương Nguyễn Thị rồi nha. Các chị ơi các chị cứ đầy đủ thông tin cho em nào. Mã màu số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ, là yên tâm các chị sẽ có hàng luôn nhá. Yên tâm là sẽ có hàng sớm nhất luôn. Nội thành Hà Nội trong ngày, còn ngoại thành và tỉnh thì là khoảng 2 đến 3 ngày nhá. Lăm kg vừa không chị Hoàng Phượng ơi? 65 kg thì chị mặc chật rồi chị ơi. Chị Minh Châu em chốt đơn chị Minh Châu nha. Ok cho chị xem riêng chân váy. Đây nha chị ơi chân váy nha. Co giãn các chị thoải mái luôn này, các chị nhìn rõ không ạ? Co giãn thoải mái luôn nha. Các chị yên tâm là các chị mặc vừa. Đây chất lên bên em này em cũng cho xem luôn. Các chị nhìn rõ chất không ạ? Không quá dày đâu nhưng mà chất cực kỳ đẹp. Trên tay em cầm như thế nào thì yên tâm về hàng các chị sẽ như thế, thậm chí còn đẹp hơn nhiều. Ok.
Dạ chị Minh Châu không có gì ạ, phục vụ các chị là nhiệm vụ của bọn em. Có mấy màu ạ? Chị Trúc Mi ơi, có 4 màu tất cả chị ơi, có 4 màu ạ. 4 màu này, màu đỏ này, màu đen nha, màu sữa, màu xám ạ. 4 màu cho các chị lựa chọn luôn. À chị Hà với Hà Giang ơi, chị yên tâm nha, không cần một chút nào. À, chị có thể cơ giãn ngắn ngắn dài tùy ý nha. Có một em áo dạ thì đúng rồi. Chị mặc quá là xinh xắn luôn rồi, quá là sang luôn ạ. Chị Mỹ Hạnh ơi, chị lấy set đỏ, chị comment cho là set 02 đỏ kèm số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Cái set này các chị mặc là dưới 58 kg là các chị mặc cực tốt rồi nhá. Dưới 58 kg mặc cực kỳ xinh rồi. 4 màu cho các chị lựa chọn này, màu đen này, màu đỏ này, màu sữa, màu xám nha. 4 mẫu cho chị lựa chọn luôn ạ. Chị nào đầy đủ thông tin cho em là yên tâm sẽ có hàng để mặc sớm nhất nhá. Hàng free size bên em nha, 220 nghìn một set thôi. Chất thì khỏi phải bàn luôn rồi ạ. À, chị Loan Cherry 220 nghìn nha. Ok, cho em xem màu sữa. Đây là màu sữa nha em, sữa em đã mặc từ lúc đầu rồi đấy ạ. Sữa nha. Chắc là chị mới vào đúng không? Màu sữa này mặc cũng cực kỳ nịnh da luôn các chị nhá, cực kỳ nhẹ nhàng luôn ạ. Màu sữa này 220 nghìn một set nha. Chị nào chưa được sở hữu comment cho là set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đấy ạ. Chị Hằng ơi, 220 nghìn một set nha. Chất gì vậy ạ? À? Chị ơi chất len chị nhá. Đây là chất len ạ. Chất len bao đẹp cho các chị luôn, 50 kg vừa chị Navi Thái Nhân nha. Vừa luôn ạ. Em bảo rồi mà, đến kiểm tra hàng mà chất xấu thì các chị có thể trả lại em thoải mái ạ. 50 kg vừa nha các chị nhá. Ship về Vĩnh Phúc à, 20 à 30k chị ơi. Bên em cũng có sale nha. Nào chị nào mà chưa được sở hữu set này thì hãy comment nhanh tay nào. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đi ạ. 52 kg 1m50 vừa chị nha. Chị Trang Dương thêm em địa chỉ số điện thoại đi ạ. Gái Hà Giang gửi cho mình 3 màu đỏ nhưng lấy mới không lấy bộ bạn đã mặc. Chị yên tâm nhá chị nhá. Bên em sẽ không bao giờ lấy cái bộ của mẫu ra để gửi cho các chị đâu. Chị gái Hà Giang chị yên tâm đi ạ, bên em sẽ lấy hàng mới bóc mới toanh cho các chị luôn, em không lấy bộ mẫu đâu, bộ mẫu là em chỉ để thử chuyên mẫu thôi, để bọn em mặc thôi chứ còn sẽ không gửi cho khách những cái mẫu bọn em mặc đâu. Mình có phiếu cảm ơn của shop thì có được giảm không chị Hằng ơi, chị giữ lại phiếu nha, để đợt sau chị mua sẽ được giảm 20k đấy chị Hằng ơi nha. Bên em sẽ có phiếu cho các chị đấy ạ, được giảm 20% khi các chị mua, cứ mua nhiều hàng là yên tâm sẽ có nhiều phiếu đó, các chị sẽ được giảm giá rất là nhiều luôn, ưu đãi luôn đấy ạ. Ship về Hồ Chí Minh bao nhiêu? Chị Trúc Mỹ Hải, Mai Nguyễn ơi, ship về thành phố Hồ Chí Minh là 30k nha. Hích hôm trước mua 230. Chị Phạm Thị mua 230, hôm nay bọn em bán 220 cho chị ạ. Chị Mỹ Hạnh thêm em địa chỉ là chị Mỹ Hạnh ơi, hai set có free ship không? Chị Trang Dương ơi, hai set là chị đã được giảm giá tận 120 nghìn rồi đấy ạ. Thế nên bọn em không free ship được nha. 440 hai bộ, kèm theo ship nội thành là 20k, ngoại thành là 30k nữa nha. Đầy đủ thông tin là sẽ có hàng cho các chị luôn này. Ok, chị Diễm Phạm chị không mua đâu thì chị ra ngoài giúp em nhá. Váy em đang mặc bao nhiêu ạ? À? Váy em đang mặc có giá là 220 nghìn một set nha. 220 nghìn một set ạ. À. Một áo và một chân váy body cho các chị đây. Chị nào chưa được sở hữu thì hãy nhanh tay sở hữu nha. Set này bên em cực kỳ hit hot luôn các chị ạ, đi rất là nhiều đơn rồi, đi phải vài nghìn đơn rồi ấy. Chị nào chưa được sở hữu hay nhanh tay nhá. Váy em đang mặc có giá là 220 nghìn ạ. À. Chị Thanh Tâm 55 kg chị có vừa chị nha. Ship về Ninh Bình giá là 230 nghìn chị nhá. Bên em không có màu rêu ạ. À. Set này thì không có màu rêu á chị ơi. Mua 3 bộ có phiếu không bạn để mua dài dài. À, chị gái Hà Giang ấy, chị yên tâm chị sẽ có 3 cái phiếu luôn. Chị yên tâm nhá. Bên em sẽ đóng gói cho các chị chỉ như, nói chung là chị chưa mua hàng lần nào thì chị cứ thử bên em đi, em đảm bảo là chị sẽ nghiện rồi lần sau muốn mua tiếp, yên tâm đi ạ. Bên em bán hàng lâu dài các chị yên tâm nhá. Có một phiếu thì giảm bao nhiêu ạ? À? 20.000 chị ơi, lần sau mua sẽ được giảm 20.000 ạ. À. 40 kg vừa không chị Hằng ơi, chị có vừa nha. Chị nào mua hàng bên em thì chắc là quá biết rõ rồi, chị nào càng mua yên tâm sẽ càng nhiều, có nhiều ưu đãi luôn ạ. À. Bên em bán cho các chị rất là chiều khách luôn, phục vụ cho các chị rất tận tình luôn nha. Nặng 41 kg, 1m45 vừa luôn chị ơi. Thủy Hân Nguyễn, chị ơi bên em không có áo khoác nha. Lily Trần thêm em địa chỉ nào. Phí ship không chị? Chị khuyên Bùi ơi, có chị ơi, nội thành Hà Nội đồng giá 20k, ngoại thành và tỉnh là 30k nha. 40 kg vừa chị nhá. Mua hai set được giảm không chị Thu Hà ơi? Mua hai set là chị đã được giảm giá tận 120 nghìn rồi, vì giá gốc là 280 chị ạ. Thêm tiền ship cho em là ok rồi, các chị được nhận hàng luôn. Bạn à, mặc bao nhiêu cân là set? Bạn set đang mặc dưới 58 kg vừa các chị nhá. Dưới 58 kg các chị vừa xinh luôn rồi ạ.
áo sau áo cháu bao nhiêu hả chị? Cô Phạm Nhàn ơi, áo cháu là 220.000 nha. Mẫu cao một, có mẫu nào 1m65 60kg không? Chị Hải Hà ơi, chị mặc được mẫu này đi ạ. Chị mẫu mặc được mẫu này nha. Các chị cứ cao trên 1m6 và trên 60kg là chị sẽ vừa rồi ạ. Năm 7kg vừa nhá chị Huyền Trần Trần nhá, chị có vừa ạ. Trung My Hải Mai Nguyên, em chốt đơn hàng chị luôn rồi. 1m58 63kg vừa không chị ơi? Có vừa nha. À không, 63kg 1m58 chị không vừa, chị Nguyễn Hạnh ạ. À, chị không vừa nha. Các chị yên tâm là các chị vừa, em sẽ bảo vừa mà không vừa thì sẽ là không vừa nhá. Theo dõi thật. Chị mua am cái gì tên gì kia chị ơi? Em đã đọc công khai những chị nào mà được sở hữu áo dạ rồi nhá chị nhá. Nếu mà chị nào không được đọc tên thì sẽ là không được mua áo dạ với giá 49k đâu ạ. Các chị không tương tác nhiệt tình, không comment nhiệt tình cũng như không chia sẻ thì làm sao mà có được đúng không? Em sẽ dành cho những chị nào mà sẽ luôn ủng hộ và theo dõi tương tác nhiệt tình với Queen Fashion bọn em đấy ạ. Vì thế đấy với em, bọn em gọi đấy là món quà tri ân các chị nhá. Các chị không comment nhiệt tình, không tương tác thì đòi quà, đòi mua với giá 49.000 thì lấy đâu ra chị ơi? 1m56, 56kg vừa không? À, da trắng mặc được màu gì? Trời ơi chị Hồng KT Quách ơi, chị màu da trắng thì chị mặc màu gì thì được hả chị? Da ngăm thì còn màu còn mặc được, cái da trắng chị lại hỏi em à. 1m56, 56kg chị vừa xinh nha. Chị Hà Hải Hà ơi, chị yên tâm là chị có thể mặc dài ngắn tùy ý chị nhá. Có thể điều chỉnh được ạ. À, chân váy quần em có thể điều chỉnh được, co giãn 4 chiều, các chị yên tâm đi nha. Mỹ Hạnh thêm em địa chỉ, số điện thoại đi ạ. À, đầy đủ thông tin em chốt đơn hàng luôn. Mua xỉn thế nào ạ? Chị Hạnh Dương ơi, chị inbox Zalo em nha. 50kg vừa luôn đây, chân váy cho nó đây chị ơi, co giãn thoải mái nhá, các chị yên tâm đi ạ. Co giãn thoải mái cho các chị luôn đấy, các chị yên tâm mua hàng nha. Không có màu vàng chị ơi. À em dưới em là 48kg chị nhá. Chị ơi đổi màu đi à, chị Hoa Anh Đào ơi, chị đổi màu ấy, chị cứ yên tâm comment đi ạ. Bên em bán áo dạ được 49k chị nhá, không bán giá khác đâu ạ. Lily Trần ok, em cho đơn chị rồi nha. À chị Su ơi, em giày này em không bán nhá, giày này ở ngoài bán rất nhiều mà, các chị bốt này bán nhiều mà. Bên em bán quần áo phục vụ cho các chị thôi. Chị Hoa Nguyễn ơi, thêm cho em địa chỉ đi nào. Chị Lily Trần em cho đơn chị rồi nha, đầy đủ thông tin là yên tâm các chị sẽ có hàng luôn ạ. Chị Vương Huấn ơi, dưới 58kg chị mặc được nha. Tiếc quá không vừa. Chị Nguyễn Hải, chị bọn em dưới 58 thì mới có hàng cho bọn chị dưới 58kg mặc thôi, trên thì lại không có rồi ạ. Váy đang mặc có màu khác không? Chị Hằng ơi, có 4 màu chị nhá. Màu xám này, màu đỏ đô này, em mặc là màu đen và có cả màu sữa nữa nha. 4 màu cho các chị lựa chọn luôn đấy ạ. Chị nào mà chưa đặt hàng mua hàng cái set hit hot này bên em thì nhanh tay nhá. Chị nào chưa mua hàng thử bên Quy một lần thì mua thử đi ạ. Và chị nào mua rồi thì chắc là biết quá rõ rồi đúng không? Feedback hàng ngày có luôn. Đầm em mặc có giá là 220.000 nha. Chị Duy Tuyến đúng rồi, quá đẹp luôn chị Hương Dương ơi. Nhanh tay sở hữu luôn cho mình đi ạ. Áo em đang mặc 55kg vừa không ạ? Chị Huỳnh Phương ơi, có vừa chị nhá. Có vừa ạ. Chị nào mà mua cái set này thì hãy nhanh tay comment cho em nào. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng thì đầy đủ thông tin em chốt luôn nhá. 62kg 1m59 chị Tuyên Dương ơi, chị không vừa rồi chị ơi. 54kg 1m55 chị Hương Trần, chị có vừa nha. Đúng rồi, các chị phải tăng bạn bè mình vào cùng chia sẻ đi. Bộ này mặc xinh lắm luôn ý. Co giãn thoải mái cho chị luôn. Chất ở trên này như thế nào yên tâm về, các chị sẽ được nhận hàng như thế nhá, yên tâm đi ạ. À. Chị Tươi Phạm, chị lấy mẫu đen thì comment cho là set 02 đen kèm số điện thoại địa chỉ nhận hàng chị nhá. Bùi Thị Liên thêm em địa chỉ đi ạ. Có chuyển khoản không em ạ? À? Chị ơi có chuyển khoản đó chị ơi. Cao 1m6 60kg vừa không chị Nguyễn Thủy ơi, chị có vừa nha. Nào các chị ơi nhanh tay đi ạ, nhanh tay comment thế nào, set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin là yên tâm sẽ có hàng mặc nha, nhanh lên tay đi các chị ơi. Gần Tết rất là khan hiếm hàng luôn đấy ạ. Vì thế chị nào chưa được sở hữu thì nhanh tay sở hữu đi nha. Hôm nay còn được giảm giá 220.000 nữa, tội gì mà mình không sở hữu đúng không? Quá là xinh rẻ luôn. Ok.
56 kg, 1m55 có vừa chị Trang Phạm nha. Áo em mặc một bộ set em mặc có giá 220.000 các chị nhá. Chị nào chưa được sở hữu thì thật nhanh tay sở hữu đi nào, bằng cách comment cho là set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng nha. Đầy đủ thông tin em chốt luôn ạ. Chị Tâm Trần em chốt đơn hàng luôn. Các chị ơi nhanh tay đi nào, comment set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em nha. Đầy đủ thông tin là em sẽ chốt đơn hàng cho các chị luôn đấy ạ. Đầy đủ thông tin là yên tâm các chị sẽ có hàng nha. Mai Trang ơi thêm em địa chỉ số điện thoại nào. Chị mua một đơn hàng rồi, mua nữa có được giảm 20k không em? Chị ơi nếu chị có cái phiếu ở trong giảm 20k một sản phẩm là chị sẽ được giảm nhá chị nhá. Hàng Ngô chị Mỹ Hạnh ơi, hôm nay em list một mẫu này thôi chị ạ. Chị Hàng Ngô ơi thêm em số địa chỉ đi chị ơi. Có mấy màu mình vừa vào, ok chị Nguyễn Thu Hiền ơi, có 4 màu nhá chị. 4 màu nha. Màu đen này, màu sữa này, màu xám và màu đỏ chị nhá. 4 màu cho các chị lựa chọn luôn đấy ạ. 220.000, dưới 58 kg các chị mặc tốt. Chị Bùi Thùy Liên em chốt đơn rồi. Chị Hàng Thu ơi, chị 49 Vũ Lan chị vừa được nha. Vừa xinh luôn ạ. Ship nội thành Hà Nội đồng giá 20k, ngoại thành và tỉnh 30k các chị nhá. Chị Trang Dương ơi thêm em địa chỉ số điện thoại đi nào. Mặc chọn màu nào không sợ lộ bụng à? Chị Trang Phạm ơi chị lấy màu gì nhỉ? Lộ không sợ lộ bụng thì cái dáng suông chị lấy cái V34 đúng không ạ? V34 chị yên tâm đi, là những màu bên em yên tâm dáng suông thì không hề lộ bụng đâu. Váy em mặc có giá 220.000 chị Khang Phạm nhá. 220.000 một set thôi ạ. Chị nào mà chưa được sở hữu thì hãy thật nhanh tay sở hữu đi. Ok chị Tươi Phạm em chốt đơn rồi nha. 54 kg vừa chị Meo Mimi nhá. Chị có vừa ạ. Tươi Phạm em chốt đơn này. Ok chị nào chưa được sở hữu thì hãy nhanh tay sở hữu trước khi em kết thúc cái live stream đấy ạ. Nhanh tay lên các chị ơi, nhanh tay đi nào. 220.000 một set thôi. Có 4 màu em sâu lại này. Màu đỏ này, màu xám này, màu sữa và màu đen các chị nhá. 4 màu cho các chị lựa chọn luôn đấy ạ. Định mệnh của tôi em chốt đơn hàng luôn rồi. Chị Ngân Kim ơi thêm em địa chỉ nào. Có bộ nào 6kg mặc đẹp không? Chị Giang Nguyễn ơi bên em không có size cho các chị trên 60kg nha. Hàng freestyle bọn em chỉ dưới 58kg thôi ạ. Nào chị nào mà mua hàng nữa thì nhanh tay comment cho em nào. Mình lấy 4 màu luôn nha. Chị bưởi Cun ơi, lấy comment cho em là set 02, 4 màu kèm số điện thoại địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đúng rồi, các chị lấy 4 màu lần sau các chị được giảm giá nhiều lắm ý. Mai Trang ok em chốt đơn nha, thêm em địa chỉ đi chị ơi. Chị Ngân Kim thêm em địa chỉ nào. Các chị ơi đầy đủ thông tin cho em nhắc lại này. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em nha. Đầy đủ thông tin là các chị yên tâm sẽ có hàng luôn ạ. Nhanh tay nào các chị ơi, nhanh tay mua hàng nào. Em chuẩn bị kết thúc cái livestream này đây rồi. Vì thế chị nào chưa được sở hữu thì hãy nhanh tay sở hữu nhá. Chị Nguyễn Thủy ơi, thêm cho em địa chỉ đi nào. Bỉm Sơn Thanh Hóa. Ok chị Ngân Kim ơi, thêm em số điện thoại. Chị Thu Hà em chốt đơn luôn rồi ạ. Các chị ơi, các chị đầy đủ thông tin đi là yên tâm sẽ có hàng nhá. Hải Nguyễn ạ, ok. Lát em sẽ check chị Hải Nguyễn nhá. Chị Linh Hà 80kg ấy chị không vừa rồi ạ. Danh Nguyễn ok em chốt đơn rồi. Các chị ơi cứ comment đầy đủ đi, comment một lần mình chốt đơn hàng luôn các chị nhất, tránh mất thời gian các chị ạ. Đỡ phải comment đi comment lại nhiều lần nhá. Set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em đầy đủ em chốt luôn. Ok. Nào các chị ơi nhanh tay đi nào, nhanh tay comment đi ạ. Chị Quỳnh Tây ơi 220.000 một set nha. Danh Nguyễn em chốt đơn rồi này. Chị Meo Mimi ơi em đây chị ơi, 54kg chị mặc vừa nhá chị Meo Mimi nhá. Đầy đủ thông tin cho em đi nào. Set 02 kèm màu, số điện thoại để chị ship đi ạ. Ok chị Ngân Kim em chốt đơn này. Màu xám đi nhá chị ơi, màu xám đi ạ. Màu xám nhá, đây là màu xám ạ. Màu xám này mặc cũng cực kỳ nịnh da luôn, nhẹ nhàng. Ok chị Nguyễn Thủy em chốt đơn nha. Đúng rồi, hàng này hàng freestyle chị Phương Rùa nhá. Hương Trần em chốt đơn ạ. Bộ em đang mặc có giá 220.000 chị Meo Mimi nhá. 220.000 một set, một áo và một chân váy luôn đấy ạ. Trang Dương em chốt đơn hàng rồi này. 50kg chị vừa chị Ngân Kim nha. Mai Trang em chốt đơn luôn rồi ạ. Các
các chị cứ đầy đủ thông tin lấy chốt đơn luôn. Các chị đặt hàng nhanh trước khi em kết thúc cái livestream này đi nào. Không mấy hôm nữa là sẽ về giá cũ là 280 các chị nhá. Nhanh tay sở hữu đi ạ, bởi vì set này quá là xinh xắn luôn rồi. Vừa tôn dáng lại còn áo len không bị lộ bụng thì quá là tuyệt vời đúng không các chị? Ok chị Mèo Mimi ơi, chị lấy màu gì comment cho em là set 02 kèm màu các chị yêu thích số điện thoại và địa chỉ nhận hàng đi ạ. Đầy đủ thông tin hộ em đi nào. Em còn chị Hoa Bim Bim nhá. Nguyễn Thu Hiền ok, chốt đơn hàng chị luôn ạ. Mai Trai chốt đơn hàng chị rồi. Chị Trần Trang ơi, buổi tối nhá chị ơi, tối nha. Tầm chiều có đấy ạ, chiều là bọn em sẽ list nữa nhá. Ok, chị nào mà chưa mua thì nhanh tay nào. Em nói lại lần nữa cách thức mua hàng này. Các chị comment là set 02 kèm theo màu, số điện thoại và địa chỉ nhận hàng cho em. Hoặc các chị inbox vào Vshop khi em kết thúc cái livestream này nha. Có chân váy len không chị ơi? Đây là chân váy len mà chị ơi, 49kg em chị vừa nhá chị Hằng Thu nhá. Ok, cho đơn chị Hằng Thu ạ. Chị Meo Meo ơi, ship nội thành Hà Nội 20k, ngoại thành và tỉnh 30k nhá. Ok, chị Trần Trang ạ. Ok, vậy nên thì em xin kết thúc cái livestream này ở đây nha. Em chúc các chị có một buổi chiều thật là vui vẻ này. Và nhớ là theo dõi, chị nào mà chưa theo dõi cái page Quimvision của bọn em thì nhanh tay bấm nút theo dõi nhá. Bởi vì chị nào mua hàng thật nhiều là yên tâm sẽ có ưu đãi cực kỳ lớn cho các chị luôn ạ. Và quay bên cạnh đó là sẽ yên tâm về chất lượng mẫu mã bên em này. Và nhanh chóng cập nhật được những mẫu mã ưng ý nhất cho mình nhá. Chất lượng thì quá rẻ rồi, chị Hồng Nhi em chốt đơn hàng rồi ạ. Ok, nào em xin kết thúc cái livestream này nha. Chiều các chị nhớ xem livestream và buổi tối livestream của bọn em ngày hôm nay nhá, để cập nhật cho mình những mẫu mã cực kỳ ưng ý nhá. Ok, em chào tất cả các chị ạ. Em ở Việt Nam chị nhá, chị Minh Hương lên em chốt đơn rồi ạ.